Bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài cái phần cự đường thẳng và mặt phẳng. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng. Cái phần là lý thuyết là các em tự xem, thầy giáo không nhắc lại. Ví dụ như cách biểu diễn mặt phẳng vân vân. Đại cương về đường thẳng mặt phẳng. Ui gì đấy? Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng. Đây là cái dạng bài mà nhiều người sợ. Xác định giao tuyến. Của hai mặt phẳng. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng. Phương pháp. À, muốn xác định giao tuyến của hai mặt phẳng thì chúng ta làm như thế này. Chúng ta gồm hai bước. Bước thứ nhất là chúng ta đi tìm hai điểm. Tìm hai điểm chung phân biệt. Của hai mặt phẳng alpha và beta. Ui nói vừa vừa. Cái thứ hai là cái đường thẳng đi qua hai điểm chung ấy chính là giao tuyến. Đường thẳng đi qua hai điểm chung đó chính là giao tuyến. Phương pháp chung là như này, chúng ta đi tìm hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng alpha và beta thì cái đường thẳng đi qua hai cái điểm chung đó chính là giao tuyến của hai mặt phẳng alpha và beta. Rất là dễ dàng. Quá dễ luôn. Đấy. Chú ý. Để tìm một điểm chung của hai mặt phẳng alpha và beta. Cái này chúng ta phải bình tĩnh nhé. Một vài ví dụ đầu chúng ta cứ ù cả cả. Những ví dụ thứ hai, thứ ba trở đi bắt đầu nó mới con. Để tìm một điểm chung của hai mặt phẳng alpha và beta thì ta tìm hai đường thẳng. Ta tìm hai đường thẳng A, B lần lượt nằm trên alpha và beta. Alpha và beta phải cắt nhau. Hai thằng nó cắt nhau ở đâu thì đấy chính là điểm chung. Nó rất là dễ. Hai thằng nó cắt nhau ở đâu đó chính là điểm chung. Hai đường thẳng này cắt nhau ở đâu? Đó chính là điểm chung.
Lúc đầu mình xem lại mình chưa hiểu gì đúng không? Thật sự là chưa hiểu gì. Một ví dụ đầu tiên cũng vẫn chưa hiểu gì. Bây giờ lấy ví dụ siêu dễ chứ đã. 1.3 ví dụ. Và bài tập bây giờ thầy giáo phải lấy ví dụ gọi là siêu dễ. Ví dụ 1 cho hình chóp F A B C yêu cầu đi tìm giao tuyến của tuyến của hai mặt phẳng FAB và FAC. Xin mời. Đây là bài dễ nhất. Xin mời. Hình chóp là hình tứ giác. Tứ diện này. Ừ, hình chóp là cái gì để chưa học? Vẽ như này đơn giản thôi. Chúng ta vẽ nó đơn giản. Mình không thể vẽ tay được, các đồng chí bắt chước vẽ tay chết sợ. Để vẽ hình chóp này gọi là hình chóp tam giác, hay còn người ta còn gọi là tứ diện, chúng ta vẽ như sau. Chúng ta sẽ vẽ một cái đường nằm ngang. Đường nằm ngang là nét đứt nhé. Đường nằm ngang là nét đứt. Vẽ đường nằm ngang là hết đứt. Trong trường này chủ yếu luyện vẽ là chính. Đó chúng ta sẽ vẽ hai cái cạnh còn lại, nhưng mà chúng ta sẽ vẽ cố gắng là không vẽ nó cân. Này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có hai cách. Một cách là ví dụ như cái anh này nó lệch về bên này thì có thể lấy cái đỉnh nó cũng lấy theo bên đấy, hoặc là lấy đỉnh ở phía bên này, tùy chúng ta nhé. Tùy, nhưng mà không nên lấy ở giữa. Chúng ta sẽ lấy đỉnh cũng lệch theo cái đỉnh ở phía trên này, cũng lệch theo phía dưới, hoặc là ngược lại, nếu đỉnh ở trên lệch sang trái thì cái đỉnh này nó lệch sang bên phải, tùy chúng ta như là ví dụ thầy lấy lệch sang bên này chẳng hạn, đấy, kéo nối xuống. Vẽ hình mà lâu hơn là làm bài đã xong. Vẽ đấy, trường này phải luyện vẽ nhiều vào. Thực ra đây nó là tứ diện. Hình chóp tam giác chính là trường hợp đặc biệt của hình tứ diện. Nhưng mà vẽ xong giải bài rất là dễ.
Ô thế bây giờ đối với câu Câu này này cứ tưởng khó nó dễ cực. Tại sao nó dễ? bây giờ cái làm của cái trẻ con trước nhìn hai cái mặt phẳng đấy nó có điểm nào chung không, có hai điểm chung thì thôi không cần phải, thậm chí không cần phải anh xong nhìn đi chưa, nhìn đi chưa, hai điểm chung ấy là điểm nào đã bảo bài này dễ nhất quả đất mà. Theo cái chú ý ở trên nhé, à không, cái theo lý thuyết ở trên đấy tìm hai điểm chung phân biệt thì hai điểm này nhìn thấy điểm nào rồi, là AC S và A đúng không, vậy giao tuyến của nó chính là đường thẳng SA. Thế thôi, rồi ok, hai điểm chung phân biệt là xong, đúng như lý thuyết đã bảo bài siêu dễ mà, siêu dễ thương, trời ơi sao bài này dễ thi, bài này là dễ nhất quả đất. Tại sao? Tại vì khi nó viết như này có nghĩa là cái mặt phẳng nó đi qua S, đi qua A và đi qua B. Đấy, đây đi qua S, đi qua A và qua C. Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ ra được là gì? Ta có SA là thuộc vào mặt phẳng SAB và SPA cũng thuộc vào mặt phẳng SAC. Đây chẳng là hai điểm chung còn gì nữa. Đúng chưa? Nó xuất hiện cả hai thì nó chẳng là điểm chung. Hai điểm chung thì sao? Giao tuyến chính là SA. Đây là bài dễ nhất. Giao tuyến của FAB và FAC chính là đường thẳng SA. Ví dụ một đã được giải quyết xong. Hay quá. Một xong rồi. Đây là cái loại gọi là dễ nhất, bởi vì là nhìn đấy đã thấy nó chung nhau rồi, thậm chí không cần vẽ hình nữa. Đây là ví dụ dễ nhất của đất. Không, chạy ra ngoài nghe điện thoại ở trong này cả lớp nghe thấy. Mai Phương ra ngoài nghe điện thoại. À, ví dụ một thì thắc mắc gì không nào? Cứ nhìn cái điểm nào chung mà nhìn thấy hai điểm thì đấy là loại dễ nhất. Đấy là loại dễ nhất. Đúng chưa? Bây giờ ví dụ thứ hai. Ô, cái mô hình này để ý tí thì mới ngon lành sang chiều này. Cái bài đầu tiên đó, cứ xác định giao tuyến giao điểm là hóa hết toán cuối các bạn. Đây bình thường nó phải như này. Trong mặt phẳng alpha cho tứ giác ABCD trong mặt phẳng alpha cho tứ giác ABCD có các cặp cạnh đối không song song, có các cặp cạnh đối không song song, có các cặp cạnh đối không song song và một điểm S không thuộc mặt phẳng alpha. Xác định giao tuyến của xác định giao tuyến của mặt phẳng SAC và SBD xác định giao tuyến của SAB, SAB và SCD. Xác định giao tuyến của SAD và SBC.
Rồi, xin mời. Nào, vẽ hình đi. Hồi xưa ở cái ký túc xá cao tầng mình đi qua thì bọn nó giặt xong nó hắt nước xuống ở dưới mình chạy té bạn tiếp giả nào vẽ hình như thế nào khi vẽ hình biểu diễn của một mặt phẳng thì người ta có hai cách vẽ, một là vẽ hình bình hành, cách thứ hai là người ta vẽ một cái góc, vẽ một cái góc này thôi. Đấy. Thế là xong. Chứ nếu như vẽ hình bình hành thì ở trong nó sẽ có nhiều đường phải nét liền nét đứt, nó rất là phức tạp. Bây giờ đề bài cho chúng ta tứ giác ABCD, tứ giác ABCD ta sẽ vẽ như nào? Thì thông thường là chúng ta sẽ vẽ một cái đường nằm ngang. Một đường nằm ngang, đường này là thường là nét đứt, sau đó chúng ta sẽ vẽ hai cạnh, ba cạnh còn lại, một cạnh nó chéo 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 à, hơi chéo đi một tí, hơi chéo đi một tí, không phải chéo ở đây. Chúng ta để ý thì nó vẽ một lần sau đó bắt chiếc thì từ đấy trở đi là chúng ta sẽ ảnh hưởng phong cách vẽ của thầy nào. Để nhé, vẽ một đường nằm ngang này, đường này chéo chéo này, xong lại hơi chếch lên một tí, tất nhiên có thể chếch xuống được, chếch lên xong là cong à, được chưa? Cái đường này chắc chắn là phải vẽ lên đứt. Thế xong ở trên này ta lấy một cái điểm là điểm S, lấy một cái điểm ở phía trên này em, sau đó ta nối vào với các đỉnh ở trên, nối đây, nối vào, nối vào. Với cách vẽ như thế này thì cả bốn đường nối vào đều là nét liền hết. Tức là về mặt quy tắc là đường nào nhìn thấy thì vẽ nét liền, đường nào không nhìn thấy sẽ vẽ nét đứt.
Ở trong lớp mình hôm nay có một số bạn cứ hay buồn ngủ nhỉ, có phải hôm nay không được ngủ trưa không? Nên sinh viên học từ 12 rưỡi hoặc là từ 1 giờ cơ. Đây học từ 2 giờ. Tập ngủ 15 phút cho nó quen đi. Chỉ được ngủ 15 đến 20 phút thôi. Tầm ăn tầm ngủ, tầm ăn tầm chơi ai tất nhiên được. Chơi quá đấy để nhé, lấy A B C D. Vẽ đây. Cái này mỗi câu một hình, mỗi câu phải vẽ một hình. Mỗi câu phải vẽ một hình. Nào, bắt đầu câu thứ nhất. Cố lên, lúc đầu chúng ta thấy vẽ hình chúng ta rất sợ. Đấy. Sau ta còn sợ hơn nữa. Ôi gì mà sợ. Chính là cái đoạn này học nó nhàn, toàn vẽ là vậy. Cái này về sau nó gọi là hình chóp tứ giác ABCD, hiện tại bây giờ nó gọi như này. Đấy. Hết trường nó bắt đầu nó gọi là hình chóp. Là 4. Trong toán nó có rất nhiều từ mà nó là từ Hán Việt cho nên là mình cũng vất vả, ví dụ như là nhất, nhị thức bậc nhất, tam thức bậc hai. Thế là rồi trung điểm. Trung điểm cũng là từ Hán Việt. Tam giác, tứ giác, ngũ giác, lục giác, bát giác. Nào, với câu 1 nhé. Câu 1 chúng ta cần phải xác định giao tuyến của mặt phẳng SAC và mặt phẳng SBD. Bây giờ nhiệm vụ của anh em phải đi tìm điểm chung. SAC và SBD. Chung nhau cái gì? Ở đấy đúng rồi, được 1 điểm rồi. Còn cái gì nữa? Thêm 1 điểm nữa. Bây giờ chúng ta phân tích nhé. Câu A là ta phân tích trước này. Tất nhiên sau này là bài không ai người ta ghi từng phân tích ở đây cả. F, A, C và S, B, D. Cái này thì nhắm mắt nhắm mũi chúng ta cũng nhìn thấy được nó chung nhau điểm. Chung nhau điểm S. Đúng không? Đúng rồi. Thế bây giờ bỏ cái điểm S chung đi thì có sự kiện gì xảy ra? Dũng, bỏ S chung đi thì sự kiện gì xảy ra? Bỏ S đi thì còn lại cái gì? Hỏi trắng phớ ra là như thế. Bỏ S đi thì còn lại là gì? Bỏ S đi thì ta còn lại là AC và BD. Ui, AC BD có đặc điểm gì đâu biết, ai phát hiện ra AC và BD có đặc điểm gì? Chỉ cần phát hiện ra thì bài này làm trong một nốt nhạc. Sao biết? Ô, hai cái này có đặc điểm gì nhỉ? Chết rồi. Hải Anh, Nguyễn Trần Hải Anh. Không chết. Hải Anh. Nhiều người dễ ngủ thiết chứ. Không chịu nghe những bài đầu lên nó dễ nhé, sau khi mà mình không tiếp thu được cái dạng này là về sau là mình chết giả. Hãy subscribe
Ui, ngủ say đấy. Em mà để ý cái đoạn này. Thầy giáo nhắc lại nhé. Bây giờ chúng ta phân tích này. Cái mặt phẳng SAC này và mặt phẳng SBD này thì nó có chung nhau điểm E. Đúng chưa? Cái này ai cũng nhìn thấy. Đúng chưa nào? Rồi, sau đó chúng ta bỏ chữ S đi thì nó còn lại là AC và BD. AC và BD. AC và BD có sự kiện gì? Đúng chưa? AC BD có sự kiện gì? Ủa đấy, cắt nhau là có điểm chung rồi còn gì nữa. Giờ lại lý thuyết đi, xem lại trên đi. Tìm hai cái đường thẳng nằm trên đó mà nó cắt nhau là xong. Wow, giờ lại thuyết xem đúng không? Đúng không? Có đúng là tìm trên hai cái mặt phẳng đấy, hai cái đường thẳng mà cắt nhau chúng chưa? Trời ơi, như vậy là cái gì? Rõ ràng là A, C và BD tại sao cắt nhau nhỉ? Đó, tại sao nó cắt nhau? Không phải nói thế không được. Tại sao nó cắt nhau? Hai đường chéo của một tứ giác lúc nào chắc cắt nhau. Hai đường chéo của tứ giác bao giờ cũng cắt nhau. Cái điểm O nó nằm ở trên đâu? O nằm trên AC. AC lại chui ở trong mặt phẳng SAC. Thì như vậy là O sẽ thuộc vào mặt phẳng SAC. Tương tự như thế, O nằm trên đường thẳng BD. Đường thẳng BD nằm trong mặt phẳng SBD. Cho nên là điểm O cũng thuộc vào mặt phẳng SBD. Như vậy chúng ta đã tìm được điểm chung thứ hai. Như vậy giao tuyến chính là gì? SO. À xong. Bây giờ chúng ta trình bày lại thôi. Và lại là phân tích. Đầu tiên là chúng ta nhìn chung nhau điểm S. Đúng rồi. Chúng ta nhìn thấy điểm S. Sau đó thì chúng ta đã có được một điểm chung là điểm S. Tiếp theo là chúng ta bỏ chữ S đi thì ta được là AC và BD. AC và BD nó cắt nhau, bởi vì sao nó cắt nhau? Bởi vì là hai đường chéo của một tứ giác. O nằm trên đường thẳng AC. AC lại nằm trong mặt phẳng SAC. Nôm na là nó có một cái định tính chất như này, nếu như có hai điểm nằm trên một mặt phẳng thì cả toàn bộ cái đường thẳng ấy nó sẽ nằm trên mặt phẳng. Sau đó rồi là suy ra O sẽ thuộc mặt phẳng SAC, tương tự như vậy O thuộc mặt phẳng SBD, như vậy O chính là điểm chung thứ hai. Do đó giao tuyến chính là đường thẳng SO. Được chưa? Đấy, đây là cái kỹ thuật phân tích dẫn tới giao tuyến. Vậy bây giờ trình bày như nào? Đây là phân tích nhé, còn trình bày nó khác. Theo thầy thì các em cũng nên ghi lại cái phân tích này, bởi vì nó có thể giúp các em để giải nhiều bài về sau. Ghi xong chưa? Sau cái phân tích trên là bắt đầu chúng ta trình bày nó khác một tí nhá. Thank you.
Tất nhiên không phải lúc nào bỏ đi nó cũng cắt nhau, nhưng mà trong một số bài nó phát huy tác dụng. Không phải lúc nào bỏ cái điểm chung đi đi nó cũng cắt nhau đâu, nhưng mà trong mấy cái bài này bỏ đi phát nhìn thấy luôn. Được chưa? Rồi bây giờ bắt đầu trình bày này. Trình bày thì nó khác. Không nhìn đấy là phân tích. Phân tích. Bây giờ mới là trình bày. Trình bày thì nó gần giống như thế. Ai lại ghi là bỏ ép đi. Thì thầy tần nói thế thôi. Các bạn bây giờ nhá, chúng ta trình bày này như nào? Nào, trình bày nào. Trình bày nào. Thì bày gần giống như thế, ít nhất là câu đầu tiên. Hai mặt phẳng SAC và SBD có điểm chung S. Cái câu này quá dễ đúng không? Nó có chữ chung SAC và SBD đã có một điểm chung. Là S rồi. Đúng chưa? Chúng ta phải tìm điểm chung thứ hai. Tìm điểm chung thứ hai cách nào? Tìm điểm chung thứ hai cách nào? Điểm chung thứ hai là gì? Bây giờ chúng ta nói là trên mặt phẳng alpha, tức là mặt phẳng ABCD đấy. Trên mặt phẳng alpha chính là mặt phẳng ABCD đấy. Thì hai đường chéo AC và BD làm sao? Hai đường chéo AC và BD cắt nhau. Hai đường chéo của một tứ giác bao giờ nó cắt nhau nhá? Cắt nhau tại điểm mình ký ở điểm O. Thế bây giờ mình chứng minh O là điểm chung thứ hai là được. Thì trình bày tiếp như sau. Ta có O thì nó nằm trên AC. Đúng không? Hai thằng này cắt nhau thì đương nhiên phải là O nằm trên AC. Thì AC thì nó lại nằm trên cái chỗ này nhá. Cái chỗ này là điểm nằm trên đường thẳng thì ghi là dấu thuộc như này này. Còn đường thẳng nằm trên mặt phẳng thì nó lại là ví là viết với tập con. Tập này là tập con của tập kia. Chú ý ký hiệu nhé. Nếu là một điểm hoặc là một số thì cái dấu là dấu thuộc. Còn nếu mà nó là tập hợp thì nó lại là tập con. Đừng có nhầm, gạch ngang ở giữa là sai ngay. Gạch ngang ở giữa nó phải là một số hoặc là một tập hợp hoặc là một điểm. Một tập số hoặc là một điểm. Suy ra O thuộc vào mặt phẳng SAC. Tiếp tục tương tự. Tương tự. Bao giờ bạn sự khởi đầu đan mà lúc đầu có ai bảo là dễ đâu. Tương tự nhá. Tương tự. Tương tự thì Tuấn Anh nói cho thầy tiếp nào. Tương tự nói tiếp cho thầy nào. O hoặc vào BD. Đường thẳng BD lại nằm trong. Đúng rồi, giỏi quá. Suy ra cái gì? O thuộc vào mặt phẳng SBD. Thế thì sao? Chứng tỏ O là điểm chung thứ hai đúng không? Nó vừa nằm trên cái này, nó vừa nằm dưới cái này. Thì là O là điểm chung thứ hai. Em cố gắng đi. Lúc đầu thì nó hơi khó một tí. O là điểm chung thứ hai.
của hai mặt phẳng SAC và SBD. Thấy được chưa? Ô, S là một điểm chung, O là một điểm chung. Vậy giao tuyến đúng rồi. Trà My tiếp thu nhanh đấy. Giao tuyến của hai mặt phẳng SAC và SBD chính là đường thẳng SO. Nào, là SO. Thì bây giờ vẽ hình thì vẽ thế nào? Đố biết là AC nét liền nét đứt. Sao biết? Không nhìn thấy, AC là nét đứt. Chính xác. BD là nét liền nét đứt. Nét đứt. Đứt thì là đứt. Người ta gọi là đứt. Sau đó làm gì tiếp? Nối S với O, SO nét liền nét đứt. Khi một thằng nó đã chui vào trong thì còn lâu nó mới liền được nhé. Ô nó chui vào trong rồi. Như vậy nên nối với nhau nó sẽ nét đứt. Rồi, câu thứ nhất đã hoàn thành. Câu A đã hoàn thành. Rồi, cố lên. Bây giờ đến câu B là các em hoàn toàn làm được. Thầy tin là như vậy. Nào, câu B nào. Câu B giữa mặt phẳng SAB mà mặt phẳng SCD. Cố lên. Sao lại dễ nản trí thế nhỉ? Cái bài này mà nản trí thì coi như không học được hình, coi như mất toàn bộ hình của lớp 11. Không bao giờ được phép nản trí. Lúc đầu nó hơi khó một tí, dần dần nó sẽ quen. Bây giờ cứ làm thử thầy câu thứ hai là được, là được. Câu thứ hai là chúng ta xác định giao tuyến của hai mặt phẳng SAB và SCD. Nào mạnh dạn lên thử làm câu này xem nào. Thử làm xem có ra không. Nào, là câu B này. Câu B nhé, chúng ta cứ nhìn qua đi ngay. Chúng ta thấy nó có một gì? Một điểm chung thì điểm gì rồi? Một điểm S rồi. Đúng chưa? Lại làm giống như thủ thuật vừa nãy. Sau đó chúng ta bỏ cái điểm C đi. Đi lối trong em, đi lối trong. Đi lối trong. Chúng ta đã nhìn thấy một điểm chung là điểm S rồi đúng không? Bỏ chữ S đi. Đấy, thì mình được gì? AB và CD. Nhìn trên hình vẽ kìa, AB và CD nó làm sao? Đối nhau đúng rồi còn gì nữa làm sao? Có khác nhau không? Vì sao khác nhau? Hả? Ừ, nhưng mà làm sao lại khác nhau được? Trong đề bài nó nói này này. Có các cặp cạnh đối không song song thì nó mới cân nhau được. Chứ còn hai thằng nó song song thì lại sang bài sau cơ. Xác định giao tuyến sang bài sau cơ. Đúng không? Đề bài cho nhé. Hai đường thẳng trong mặt phẳng ấy thì nó có mấy vị trí tương đối? Ai biết? Nó lại một nhỉ? Hai đường thẳng trong mặt phẳng có mấy vị trí tương đối? Không đủ, chưa đủ. Vị trí tương đối thứ nhất là song song, vị trí tương đối thứ hai cùng nhau, vị trí tương đối thứ ba cắt nhau, chéo nhau là vị trí thứ tư trong không gian.
Đấy, nó thêm một cái nữa. Thì bây giờ đang nói trong mặt phẳng song song trùng nhau cắt nhau. Bài này ấy, AB và CD không song song với nhau, nó có trùng nhau không? Nó trùng nhau thì làm gì có tứ giác, vậy thì nó phải làm sao? Cắt nhau. Không song song, không trùng nhau, vậy thì nó phải cắt nhau. Đúng chưa? Cắt nhau bây giờ là cắt nhau là cắt trực tiếp hay là cắt theo kéo dài? Thế kéo dài ra. Kéo dài ra là xong rồi mà. Đấy, mạnh dạn lên, tự tin lên, đang sắp ra rồi đấy. Sắp ra là cách giải rồi đấy, ngon rồi đấy. Tí là cố gắng được thôi. Phải đọc phân tích lại một lần nữa. Hai đường thẳng trong một mặt phẳng thì có ba vị trí tương đối trùng nhau, song song, cắt nhau. Nhưng thằng này thì làm sao? AB và CD đề bài nó cho là không song song. Trùng nhau thì cũng không thể rồi, trùng nhau thì nó làm gì có tứ giác. Bắt buộc là nó chỉ còn lại là gì thôi? Cắt nhau. Nhưng trong bài này thì nó cắt nhau theo hướng là kéo dài nó mới cắt nhau. Cạnh đối cũng sẽ cắt nhau ngay được, chỉ có kéo dài mới cắt nhau được thôi. Cắt nhau thì đấy chính là một điểm chung nữa, gì còn gì nữa. Có phải làm giống như cô A không? Đúng chưa? Đấy, bây giờ thì thầy giáo không phân tích lại giống như trên nữa, mà chiến đấu luôn, áp dụng luôn, làm luôn. Là như thế nào? Như thế nào đây? Bây giờ là như thế nào? Nào. Làm luôn. Hai đường mặt phẳng này có chung một điểm S. Về sau nó không nhìn thấy điểm chung nào nữa cơ. Bây giờ nó còn thấy một điểm chung. À, nó có chung một điểm S đúng không? Đây, nó hiển nhiên ta có, bỏ cái chữ ta có đi, hai mặt phẳng SAB và SCD đã có một điểm chung. Là điểm S rồi. Đúng không? Chúng ta phải đi tìm điểm chung thứ hai. Chúng ta phải tìm điểm chung thứ hai. Tìm điểm chung thứ hai bằng cách nào? Vừa nói mẹo rồi. Chúng ta bỏ chữ S đi thì còn lại AB và CD. AB và CD nó cắt nhau thì coi như bài này xong. Mà nó không cắt nhau thì ta phải đi tìm điểm khác. Đúng chưa? Bây giờ AB và CD trong bài này chắc chắn cắt nhau thì sao? AB và CD trong đề bài nó cho là không song song. Đề bài nó cho như thế, mà trùng nhau thì cũng không thể. Trùng nhau thì nó làm gì có tứ giác? Không song song, không trùng nhau. Nếu trùng nhau thì làm gì có tứ giác nữa? Không trùng nhau, vậy thì nó phải cắt nhau. Thầy giáo nhắc lại nhé, không song song là do đề bài cho. Còn không trùng nhau là sao? Bởi vì nếu trùng nhau thì hai cái đường này trùng nhau, còn đâu có tứ giác nữa. ABCD trùng nhau làm sao có tứ giác? Do đó AB và CD cắt nhau. AB và CD thì cắt nhau. Cắt nhau thì sao? Cắt nhau thì đương nhiên là nó phải cắt nhau tại một điểm nào đó. Ký gọi điểm gì đấy? Chúng ta gọi E chẳng hạn, là giao điểm của ô, dùng rồi không dùng nữa, mỗi một điểm chỉ dùng một lần thôi, hiệu khác đi. E là giao điểm của AC và BD, ô nhầm, AB và CD. Thế thì sao? Nào mạnh dạn tập trình bày lên tiếp nào. Một tí nữa đến câu C là các em hoàn toàn làm được đấy. E là giao điểm của AB và CD. Được chưa? Nào, ta có cái gì nào? E thuộc vào AB, đường thẳng AB thì chui trong mặt phẳng SAB. Suy ra E sẽ thuộc mặt phẳng SAB. Đấy, đúng rồi đấy. Phải đã lên. Chú ý một chút nữa là được. Rồi, E thuộc vào gì nữa? CD. CD lại nằm trong mặt phẳng SCD. Suy ra E thuộc mặt phẳng
SCD nó vừa thuộc đường mặt phẳng này, nó vừa thuộc mặt phẳng này, thì nó là điểm chung thứ hai. E là điểm chung thứ hai, thầy nó chưa vẽ hình đâu nhé. Điểm chung thứ hai. Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng này chính là SE. Tuấn Anh vẽ hình chưa? Giao tuyến của hai mặt phẳng này tức là SAB và SCD chính là SE. Nào vẽ hình thế nào đây? Vẽ hình thế nào đây? Cô phải ghi vào bên xong mới biết được chứ. Ghi vào. Và ghi vào xong chốt ta vẽ hình xong là làm câu tương tự câu C là xong. Cố gắng lên. Đấy là diễn đạt, còn bây giờ phải vẽ hình. Đâu bây giờ vẽ kéo về đâu? Kéo AB, BCD về phía nào? Kéo AB và CD về phía nào để cắt nhau? AB và CD kéo về đâu để nó cắt nhau? Kéo về đâu? Kéo lên trên này. AB đây thì nó chỉ hai hướng này thôi, về bên này thì đặt về bên này. CD thì về đây hoặc là về đây. Về bên nào để nó cắt nhau? Phía dưới đúng không? Đúng rồi. Đúng chưa? Đấy, đây là hình câu thứ nhất nhé. Bây giờ câu thứ hai này, kéo dài xuống này. Kéo dài xuống. Nó sẽ liên liền. Tiếp tục CD kéo xuống dưới này, nét liền đến nét đứt, nét liền nó cắt nhau tại điểm E. Hiện tại bây giờ BC đang là đường liền, nhưng sau khi chúng ta nối S và E thì BC sẽ trở thành nét đứt. Phần bài này rất khó chịu. Sau khi em nối S và E xong thì BC đường liền thành đường đứt. Đây này, bởi vì lúc đấy chúng ta sẽ không nhìn thấy nữa, nó giống như là chúng ta phủ một cái bạt ở đằng trước thì BC sẽ không nhìn thấy nữa. Nối S và E thì BC đang đường liền thành đường đứt, thì nó mới quái như vậy. Thì đó đã hướng dẫn chúng ta xong câu B, câu thứ hai. Đấy, cố gắng lên, sau đó các em tập tương tự như cho thầy ý C. Phần này không nản chí được, lúc đầu nó khó lắm, sau nó vẫn thế, nhưng đến câu thứ ba thì làm được. Câu thứ ba thầy tin là các em làm được. Câu C đấy. Nào, thầy giáo đã vẽ mẫu xong ý B. Bây giờ các em làm ý C đi. Chúng ta sẽ có thời gian là 5 phút ý C. Xin mời. Ô, muốn tiến bộ muôn hình thì đầu tiên là phải bắt chiếc. Bắt chiếc nhiều sẽ biến thành của mình. 5 phút nhá, bắt đầu.
5 phút bắt đầu làm đi. Hai cái câu C của nó là hai mặt phẳng gì nhỉ? Câu C là hai mặt phẳng SAD và SBC, mạnh dạn lên được mới. SAD và SBC. Mạnh dạn lên. Mai Phương nào được bao nhiêu câu rồi? Gì? Bây giờ câu C là giữa mặt phẳng FAD và FBC. Abi tự trình bày đi. Hết 2 phút rồi đấy. Chung điểm nào viết ra trước đã. Chung nhau điểm S đúng không? Tiếp tục. Mạnh dạn lên, tự trình bày đi, mạnh dạn lên, đừng sợ gì cả, cứ tương tự mà làm. Cứ tương tự mà làm. Viết đi, tương tự đi, viết đi. Hãy
Ồ, hết 5 phút rồi. Vào bắt đầu trình bày nhá. Đoạn đầu là bắt đầu trình bày thế nào nào? Đoạn đầu là đoạn cực kỳ dễ. Đoạn đầu là dễ ơi là dễ. Đoạn đầu trình bày thế nào nhỉ? Chật ra hưng. Đúng rồi, chính xác. Ta có F A D và F B C có một, đã có một điểm chung là điểm S rồi. Ta phải tìm điểm chung thứ hai đúng không? Thế bây giờ tìm thế nào để thầy gọi bằng khác? Đồng chí bên cạnh. Chưa thế bây giờ thì mình lại dùng cái mẹo như thầy giáo vừa dạy vừa đấy đấy. Mình bỏ chữ S đi thì mình còn lại cái gì nào? AD và BC đúng không? AD và BC thì làm sao? Nó có cắt nhau không? Vì sao cắt nhau? Để bài cho là không song song, còn không trùng nhau thì là đương nhiên rồi. Đúng chưa? Đấy, tiếp tục là như này. Rồi. Ta đang gọi là luyện để cho là biến thành của thầy thành của các em mà lại còn nói chuyện tương tự. Thế thì ta viết luôn này. Thôi làm tương tự nhá. Viết xong. Ta đang muốn để các em luyện tập để các em làm thì lại còn nói chuyện tiếp tục. Thì ý đầu tiên là rất dễ đúng không? Rồi bây giờ mình bỏ chữ S đi, bỏ chữ S đi. Như vậy là còn AD và BC. Thế thì AD và BC không song song, không song song là theo giả thiết nhé, không song song là theo giả thiết, còn không trùng nhau là hiển nhiên, vì là nếu như nó trùng nhau thì nó không có tứ giác đâu. Không song song, không trùng nhau mà nó lại đồng cùng thuộc một mặt phẳng nữa thì phải cắt nhau. Không song song, không trùng nhau, do đó chúng phải cắt nhau. Chúng phải cắt nhau. Tất nhiên là cắt nhau tại một điểm nào đó. Mình gọi nó là gì? Mình gọi vừa đấy gọi là E rồi thì bây giờ ta gọi F. F là giao điểm của A, D và B, C. Nào bây giờ trình bày tiếp thế nào? Trình bày tiếp thế nào nào? Trình bày tiếp nào? Có má gì đây? Thì về tiếp thế nào? Thì ta có F thuộc AD. Đúng rồi. AD thì lại nằm trong mặt phẳng. SAD suy ra F thuộc mặt phẳng SAD. Đúng rồi, tương tự em thuộc mặt phẳng, thấy chưa? Đến bài thứ ba, ý thứ ba là nó khác hẳn, nó đã hiểu hơn rồi. Cứ thế dần dần nó tiến lên, làm sao một hai câu đầu mà nó tiến được ngay? Nó phải một sự kiên trì. Hả? À, cho bài khóa à? Rồi sẽ có. Nó có một cái lịch trình rồi. F thuộc của BC nó là giao điểm, nó phải nằm trên chứ. BC này nằm trong mặt phẳng SBC sân bắt cướp. Suy ra F thuộc vào mặt phẳng SBC. Như vậy điểm S là điểm chung thứ hai, đúng chưa? F là điểm chung thứ hai. Điểm chung thứ hai. F là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng SAD và SBC. Sau này mà hai thằng này nó song song với nhau thì nó lại không phải rơi vào bài này mà nó rơi bài sau nhá. F là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng này, vậy giao tuyến là cái gì? Giao tuyến của hai mặt phẳng SAD
và FBC chính là cái gì đó? Là cái gì? FFSG. FF. Đúng chưa? Đã xong. Cô phải ghi chép cẩn thận mà sau còn bắt chiếc mà làm chứ. Nó chỉ thế thôi mà. Có gì đâu. Tới luôn. Bây giờ là còn ý nữa. À vẽ hình mình đã vẽ hình đúng. Xin mời vẽ hình nào. Cần thiết thì vẽ lại. Vẽ lại đi. À vẽ tiếp thì vẽ đi. Vấn đề vẽ tiếp là sẽ có một đường đang nét liền hình nhất. Em mạnh dạn một tí là em vẽ được thôi, không có gì đâu. Ngon. Cái đường ASD này đang là nét liền tí là thành nét đứt. Vì mình không nhìn thấy gì nữa. Không nhìn thấy nó đấy. SD hiện tại đang là liền. Nào vẽ đi. Thông thường thì thầy giáo phát hiện ra là những cái bạn mà làm chú ý nghe giảng phát đến bài thứ hai là đến bài thứ hai là hoàn toàn độc lập tự giải được, tự giải được. Chỉ cần ghi chép chú ý nghe chút xong rồi ghi chép cẩn thận là đến bài thứ hai là hoàn toàn có thể tự làm được. Support đấy. Ô thế Trà My vẽ hình câu C chưa? Phương phải vẽ cho nào, vẽ hình câu C nào, nốt câu C nào, cái này câu C nào không? Nếu như những cái bài mà đầu tiên của hình mình không chịu khó nghe giảng, bài sau coi như một hình hết, coi như học một cách cầu may, xong là nhòm bài bạn ta có. Nhìn bài bạn ta có là chết. Nào vẽ hình nhá. Trình bày phong cách nó như thế thôi, có gì đâu. Bây giờ là trong bài này chúng ta là AD và BC của bài này. Đấy, bài này mà lấy mà nó gần như song song nhau, kéo cắt cả, thấy cả giấy mà vẫn chưa cắt nhau. Bây giờ chúng ta chỉ việc thế này thôi. Kéo dài lên. Đấy. Này kéo dài ra. Thế nó cắt nhau. Cái đường này là nó ở một nửa đứt, thoa ra ngoài lại liền liền. Thế nó mới đều chứ. Cái đoạn BC nó là liền là hết đứt nhưng mà ra ngoài nó lại liền. Cố lên. Cố lên. Hình rất kiên trì nhá. Kéo dài ra, ra ngoài được liền. Chỗ này là nét đứt. Đây là điểm F. BD à FD đang là liền, CD đang là liền, nối vào một phát thành đứt. Thế là mới đều. Thế cái chương này lúc đầu phải viết bút chì trước. Sau khi các em nối F và F một phát nó đang liền thành đứt. Thế mới khủng khiếp. Ui, dài quá. Ui trời ơi. Sau khi nối xong thì cái điểm D này không nhìn thấy, cho nên là tất cả những cái đoạn nối D này đều đã đứt. Còn tại sao chỗ C này ra ngoài thì lại nhìn thấy bởi vì nó hoàn ra ngoài. Đấy, hình vẽ rất phức tạp. Cố lên, vẽ đây. Vẽ hết lên liền thì phải tẩy nó đi chứ làm nào, đã chót liền rồi. Hoặc là vẽ thêm một cái đường hình này, mỗi một câu vẽ một ý. Em chỉ cần sai một cái, cả bài của em bị gạch. Nghỉ đi á. Nghỉ đi lưu ban. Nghỉ đi. Nghỉ là lưu ban. Tránh làm sao được cái hình này. Sao lại kém ý chí thế nhỉ? Chưa gì đã kém ý chí. Ồ. Tình có 3 điểm, có dám chắc là đại em làm được 7 điểm không? Có chắc là em làm được đại 7 điểm không? Chặn điểm toàn nằm ở đại. Chết đi. Bây giờ đi thi mà 5 đến 7 điểm là thất bại. Bởi vì điểm trung bình của nó là 7 phẩy mấy rồi. Thế mình bây giờ dưới trung bình thì là mình dưới 7 là mình dụng.
bắt buộc phải cố gắng. Rồi, như vậy ví dụ 2 đã được giải quyết xong. Bây giờ mình sẽ làm ví dụ 3. Ui dồi, ta tin là ví dụ này các em sẽ làm được. Hả? Không tin á? Tin đi thôi. Rồi, đây là câu tiếp theo. Ví dụ thứ 3. Cho 4 điểm A, B, C, D không cùng thuộc vào mặt phẳng. Bốn điểm A, B, C, D không phụ thuộc một mặt phẳng. Trên các đoạn A, B, A, C và B, D. Trên các đoạn. Đoạn nó viết nhầm một cái là không giải được đâu. Trên các đoạn A, B, A, C. A, B, A, C và BD lần lượt lấy điểm MNPQ MNP sao cho lần lượt lấy các điểm M phẩy N phẩy P sao cho MN không song song với BC. MN không song song với BC. Không song song với BC. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng BCD và MNP. Xin mời. Tìm giao tuyến của mặt phẳng BCD và MNP. Rồi, xin bài. Bài này rất kỳ dị. Đấy, nào đi. Ô hay. Làm mấy bài này xong hôm nào học ở trên lớp đến phần này chúng ta thấy nó dễ cực. Cứ thế mà biên ra. Hôm nay chưa thấy hiệu quả lắm đâu. Nhưng hôm nào ở trên trường học bắt đầu thấy ui sao dễ hiểu thế. Lúc đấy là kết quả của ngày hôm nay. Lúc đấy là nó mới tái hiện cái kết quả của ngày hôm nay. Chứ không phải lúc đấy ở trên trường là dạy dễ hiểu đâu. Lúc đấy là tái hiện của ngày hôm nay. Cho 4 điểm ABCD không cùng thuộc một mặt phẳng trên các đoạn AB, AC và BD lần lượt lấy các điểm MNP sao cho MN không song song BC. Tìm giao tuyến của BCD với mặt phẳng MNP. Xin mời. Bài đầu tiên đại cương về đường thẳng mặt phẳng toàn vẽ. Xác định giao tuyến, xác định giao điểm, rồi xác định thiết diện. Bài đầu tiên nó có ba dạng. Xác định giao tuyến này, giao điểm này, thiết diện này. Ba cái dạng chủ yếu chứng minh đồng quy. Nào vẽ hình nhá. Không cùng thuộc mặt phẳng thì người ta còn gọi là không đồng phẳng. Toàn từ Hán Việt đi, chúng ta nhớ lại cái từ gọi đồng chí là thế nào nào.
là có cùng chí hướng đúng không? Thế đồng phẳng tức là cùng thuộc một mặt phẳng. Sau này gọi là đồng biến, lớp 12 à, lớp 10 có đồng biến không? Đồng biến thì là gì? 2 3 cùng biến mất rồi. Là tăng cùng tăng, giảm cùng giảm. Muốn chứng minh không ngu thì làm bài này đi. Nào. Thế nào đây? Cố lên. Thực ra là cái câu này nó là câu cho một cái, tức là tứ diện ABCD trái hình, vì ở trên lớp chưa học tứ diện cho nên nó mới phải cho một cái gọi là cho 4 điểm ABCD không cùng thuộc vào mặt phẳng. Sau khi học xong tứ diện rồi thì người ta sẽ gọi là cho tứ diện ABCD. Có thế thôi. Đấy. Cho nên là lúc đầu nó cho kiểu này là mình thấy choáng. À có cái gì? 4 điểm không cùng thuộc mặt phẳng. Không thuộc thì thôi. Cho 4 điểm không thuộc cùng mặt phẳng ấy, tốt quá. Đấy, lại vẽ giống như vừa nãy này. Thế cái điểm A mình lấy ở phía trên nhé em nhé. A đối với B, đối với C, đối với D. Chết. Đâu, để bài cho cái gì? 4 điểm không cùng thuộc mặt phẳng tương đương với việc là cho tứ diện, vì chúng ta chưa học tứ diện cho nên nó phải cho như thế. Bây giờ đề bài bảo cái gì? Trên các đường thẳng AB này, AC này và BD này, lấy các điểm MNP sao cho MN không song song BC. Ví dụ chúng ta lấy điểm M đây cao tít lên trên thì chúng ta sẽ lấy điểm N thấp xuống dưới thì chắc chắn nó sẽ không song song nữa. Này, lấy điểm N đây. MN có song song BC không? Khi nào thì lấy song song? Khi nào thì nó song song? Khi chúng ta đặt cái thước kẻ ở đây, ta dịch lên thì nó song song ngay cái gì đâu, đúng không? Chúng ta chỉ cần trừ cái đoạn điểm này đi là được. Lấy hẳn thuộc dưới hoặc là lấy hẳn cao lên trên. Nếu cao lên trên thì kéo dài nó sẽ cắt về bên này. Còn nếu mà lấy thấp xuống dưới thì kéo dài nó sẽ cắt về bên phải. Thế thôi, mình phải linh hoạt. Nếu lấy đúng vào đây thì có kéo đến tiết tây nó không cắt, tức là song song mà, đúng chưa nào? Chúng ta sẽ lấy nó cao vút lên trên hoặc là lấy thấp hơn dưới để chúng ta kéo dài MN nó sẽ cắt BC. Hình dung ra chưa? Đấy. Nếu mà con N nó điểm thấp xuống thì các em kéo dài nó sẽ cắt nhau bên phải. Trong trường hợp các em lấy nó cao tít lên trên thì nó sẽ kéo dài và cắt nhau ở bên trái. Đúng. Tùy cơ ứng biến, không phải là cứ giống như thầy 100% lấy lúc đi thi để không nhớ được là không biết làm thế nào. Lấy điểm N cao vống lên trên thì nó cắt nhau bên trái, điểm N thấp xuống dưới nó sẽ cắt nhau bên phải. Có thế thôi. Đấy. Thế bây giờ nó có cái oái âm là hai mặt phẳng này đã nhìn đi điểm nào chung chưa? MNP đã nhìn đi điểm nào chung chưa? MNP đây. MNP. Đố ai nhìn thấy một điểm chung của mặt phẳng MNP và mặt phẳng BCD? Đố ai nhìn thấy được một điểm chung của MNP và mặt phẳng BCD? Ai nhìn thấy điểm chung MNP và BCD? Nó chung nhau chữ nào chưa? Chữ thì chưa thấy chung, nhưng nhìn kỹ đã có thấy một điểm chung rồi. Điểm gì? Sao biết? Đúng rồi, nhưng tại sao? Đấy, thấy chưa? Nó chịu khó nhìn nghe giảng để ý một tí là nó ra được ngay. Tại sao lại nhìn thấy điểm P chung? À, P nằm trên gì đây? BD. Đây nhá, viết chậm nhá, từ từ phân tích trước này. P thì đương nhiên nó thuộc mặt phẳng MNP rồi. Cái này không ai cãi được. P nó thuộc vào BD có đúng không? Có đúng không đã? Thì BD thì nó lại nằm trong mặt phẳng SBD à, BCD đúng chưa? Thế là được một điểm chung chưa? Bây giờ tìm điểm chung nữa là xong. Từ từ mình tính nhá. Thế đã, thế đúng chưa đã? Hiểu đoạn đầu chưa?
cần phải chú ý một chút thì dần dần nó mới lên được. Dạng bài này ai cũng giống ai thôi, kể cả bọn giỏi lúc đầu là cứ ủa cái tài hoa cả mắt, nhưng đến ví dụ thứ hai thứ ba trở đi nó khác, bắt đầu nó sáng dần, nó sáng dần. Thế bây giờ chỗ này chúng ta sẽ trình bày thế nào? Ta có P là thuộc vào mặt phẳng MNP, hiển nhiên đến phân điên, hiển nhiên. Tiếp theo là cái gì đây? P thuộc vào cạnh BD. Tại sao lại thuộc? Đấy, bài nó bảo thế, nó bảo là trên các đoạn đấy BD đây này, BD lấy điểm B, như vậy P chắc chắn phải thuộc vào BD đúng không? Đấy, bài nó bảo thế mà. P thuộc vào BD, BD lại nằm trong mặt phẳng BCD. Suy ra điểm P sẽ thuộc vào mặt phẳng BCD. Như vậy chúng ta đã được một điểm chung nhá. Như vậy là P là một điểm chung của hai mặt phẳng này BCD và MNP. Một điểm chung, đã xong một điểm chung. Ai tìm được điểm chung thứ hai? Ai tìm được điểm chung thứ hai? Cố lên. Sao MP lại cắt CD ở đây được? MP không bao giờ cắt CD được. Đấy là cái khó của hình không gian. Trông cứ tưởng là cắt, cuối cùng nó lại không cắt. Hai thằng đấy thực ra là nó chéo nhau. Cái mà nó quan trọng nhất nó cho thì không để ý. Cái mà nó cho các em không để ý tới. Đề bài bảo là MN cái à. Nó không song song BC cả. Đấy, nó nằm trên cùng mặt phẳng, nó có cắt nhau không? Ồ. Bài này là nó phải cắt thì nó mới ra được. Bài quăng. MN có cắt BC không? Tại sao? Nó chắc chắn nó phải cắt, nó không song song nhá, mà nó không trùng nhau nhá, thì nó phải cắt. Ok, nó nằm trên cùng một mặt phẳng mà, không song song, không trùng nhau thì phải cắt nhau. Cắt nhau tại điểm nào đấy mình gọi đi. Điểm gì đấy? E chẳng hạn, rồi thiếu gì chữ? E hay là O hay là S gì đấy? MN có cắt BC không? Có. Đấy là mình lấy điểm N nó thấp nhá, thì nó sẽ cắt bên phải. Còn em lấy điểm N cao nó sẽ cắt nhau bên trái nha, tùy tình hình từng người nhá. Không đến lúc hôm nào giáo viên lại lấy lực cao lên đây là cắt sang bên này. Ô cái này thầy Tần không dạy, ơi thầy Tần dạy sai. Phải. Nó có thể cắt bên trái, có thể cắt bên phải, tùy thuộc vào việc mình lấy cái điểm N thấp xuống hay là lấy N cao lên. Như thế nào lấy N thấp xuống cắt nhau đây. Khi cắt nhau này rồi ấy, thì cái đoạn này nó lại đứt này, đoạn này đứt này. Nhìn thấy. Đấy nó mới đều đoạn này là. Mình vừa ký hiệu điểm này, đây là điểm gì nhỉ? Gì cũng được nhưng mà phải trừ những điểm này. Yeah. Lấy chi bảng chữ cái tiếng Việt đi, đừng lấy chi Z là gì. Tại sao nó cắt nhau? Trình bày thế nào cho nó đầu có đũa. Cái gì nào? Trên mặt phẳng A B C M M N không song song với B C, không trùng với B C. M N và B C không song song. Để bài bảo thế mà không trùng nhau thì làm sao? Không song song, không trùng nhau thì phải cắt nhau. Không song song, không trùng nhau. Suy ra chúng phải cắt nhau. Cắt nhau tại một điểm nào đấy chúng ta gọi E là giao điểm của BC và MN. Không sao các em, lúc đầu mình có thể chưa nghĩ ra nhưng mà người khác trình bày là mình phải hiểu, thầy giáo trình bày là phải hiểu. Sau đó dần dần đến bài thứ câu 3, câu 4 gì đó là chúng ta sẽ làm được. Đây bài này nó khó hơn bài trên bởi vì là lúc đầu nó chả chung cái điểm nào cả. BC và MN nào khi đó ta có cái gì nào? E thuộc vào BC. Nào mạnh dạn trình bày tiếp nào. E thuộc vào BC thì có gì đây? BC thì lại nằm trong mặt phẳng BCD. ABC đâu? Đọc nè chứ. Suy ra E thuộc vào mặt phẳng BCD. Cái thứ hai tiếp tục.
cố lên, học hành vất vả kết quả ngọt ngào. Cái này hôm nào các em học ở trên lớp các em sẽ thấy ui trời ơi sao dễ thế, thầy không nói sai đâu, đúng hôm nào học ở trên lớp mà xem, đấy là kết quả của ngày hôm nay vất vả. Ôi, thông thường học lần thứ hai bao giờ nó dễ hiểu hơn lần thứ nhất đấy, trời ơi thế. Cái người đi tiên phong là người vất vả, không thầy ta thầy cứ chờ các thầy cô giáo trên lớp dạy xong ta mới dạy lại thì đương nhiên ta hưởng lợi nhưng thế không được, lúc đấy thì nó lại khác, lúc đấy tức là chúng ta đã bị nắn theo người ta rồi. Nào bây giờ tiếp tục này, e thuộc vào cái gì? MN lại nằm trong mặt phẳng MNP, suy ra e thuộc vào mặt phẳng MNP, như vậy e là điểm trung thứ hai đúng không? E là điểm trung thứ hai. E là điểm trung thứ hai. Vậy thì giao tuyến của hai mặt phẳng BCD và MNP, vậy giao tuyến là cái gì đấy? Đúng rồi, giao tuyến của hai mặt phẳng BCD và MNP chính là PE. Bây giờ nhiệm vụ của các em phải nối P và E, rất kết cục rất đáng lòng. Khi nối P với E thì có một đường liền lại thành đứt, đôi đều đố biết thằng nào liền thành đứt. P nối P và E, C gì đó một nửa liền một nửa đứt, thế nó mới đều. Đây này, nối cái này vào đây này, đến đây là đứt nhá, sang đây là liền nhá, con này là đứt hay liền, con này rất đứt, đứt tiếp đến đây mới liền, thế là mới đều được chưa? Ôi hay quá. Bây giờ nhiệm vụ tiếp của chúng ta là thầy giáo vừa vẽ nó cắt nhau ở bên phải, nhiệm vụ phải các em phải luyện để vẽ nó cắt nhau bên trái, các em phải tập vẽ các trường hợp khác nhau để tránh tình trạng hôm nào lúc là so giáo viên ở trên lớp người ta viết khác đi cái là bực mặt ra không làm gì cả nhé. Thầy giáo vừa vẽ là cái điểm N nó thấp xuống dưới này, nên bây giờ các em phải hoàn thành tiếp cho cái trường hợp là N nó là nằm ở cao lên, cao lên. Đây thầy giáo sẽ vẽ cái ban đầu, sau đó về nhà các em phải vẽ nốt. Đây là luyện vẽ hình, quan trọng là phải đúng được nghĩa liền với nghĩa đứt. Cái bị mệt cái chết giả. Đây là ta lấy cái điểm M nó thấp xuống, điểm N lại cao vống lên trên như này. Đấy, thế có điểm P ta muốn lấy đâu được? Đây chẳng hạn. B, C, D. Một là hoàn thiện hình vẽ với cái hình này. Hoàn thiện hình vẽ. Không, thầy chắc chắn là thầy thấy các em là hình nó vẫn có tiến triển nhiều đấy. Chẳng qua là các em chưa có niềm tin ở bản thân thôi. Hoàn thiện hình vẽ có hoàn thiện được không? Câu hỏi vẫn giống như vừa nãy nhá, tức là của bài này nhưng mà M thì lấy thấp xuống, N thì lấy cao lên. Hoàn thiện hình vẽ của cái đấy, đấy là một bài thứ nhất. Bài thứ hai, bài thứ hai là ta cho tam giác ABC, cho tam giác ABC, cho tam giác ABC một điểm S không thuộc vào mặt phẳng ABC, không thuộc mặt phẳng ABC, Y là một điểm thuộc đoạn SE, SI, à SA, Y thuộc đoạn SA, một đường thẳng A không song song với AC, một đường thẳng A nhỏ không song song với AC, không song song với AC, các
AB, BC. Các cạnh AB, BC lần lượt tại YZ. À đâu? ZK. Tại Z và K. Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau. Các cặp mặt phẳng sau. Thứ nhất là mặt phẳng Y A, tức là mặt phẳng đi qua điểm Y và đường thẳng A, và mặt phẳng SAC. Thứ hai, mặt phẳng IA và mặt phẳng SAB. C, mặt phẳng IA và mặt phẳng SBC. SBC. Nếu mà làm được bài này thì coi như nắm được 30%, tức là mới thạo kỹ năng vẽ hình một tí. Còn làm nốt được câu này nữa thì tuyệt vời. Coi như là nắm được 100% rồi. Cố gắng lên. Thế nhỉ, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Buổi học của nó kéo dài 3 tiếng, hơi vất vả một chút thì các em phải cố gắng. À, và chụp từ đây nha, làm chụp đây. Ôi, tưởng cái gì đây, đây chụp cho. Tạch. Tạch rồi. Tạch bắt cho chắc.